Cây này trái đẹp quá. Thì cây này là cây xá xị nha quý anh chị. Không biết phải để làm nước xá xị mà mình hay uống không ha. Nhìn trái thì đẹp nhưng mà ăn như trái chanh luôn, chua lè. Thì hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú một lô đất vườn, nhưng mà nằm vị trí rất là đắc địa nha quý anh chị. Phù hợp cho quý anh chị cô chú nào mà muốn vừa sở hữu đất vườn mà có thể là kinh doanh được luôn ha. Thì thửa đất vườn ngày hôm nay á, nó có diện tích là 1.724 m², và trong đó có 200 m thổ cư. Tọa lạc tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì xã Nghĩa Thành là một cái xã mà cũng tiềm năng phát triển kinh tế rất là mạnh ở cái khu vực Châu Đức nha quý anh chị. Bởi vì nó giáp ranh với thành phố Bà Rịa và nó trong đó là nó có khu công nghiệp Sona Deji. Đó. Thì khu công nghiệp Sona Deji nó nằm giữa hai xã, đó là xã Nghĩa Thành và xã Suối Nghệ ha. Và vị trí thửa đất của mình thì nằm giữa hai đường lộ lớn là quốc lộ 56 và đường Hương lộ 2. Thì cách mỗi vị trí chỉ tầm khoảng là hơn 300 m thôi. Và trên đất thì hiện tại chủ đã làm một số view sẵn rồi, có nhà mát và trồng thêm một số loại cây ăn trái nha quý anh chị. Nhưng thời thế thay đổi thì cũng phải đành chia tay cái căn vườn này ha. Thì đành nhượng lại những cái ý tưởng này cho những ai có khả năng hơn ha. Rồi, bây giờ kính mời quý anh chị cô chú mình cùng theo chân em để xem hết cái video này nhé. Đầu tiên là về pháp lý á quý anh chị, thì cái sổ này nó cũng hơi bị mờ. Thì thửa đất số 134 tờ bản đồ số 37 thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.724 m², hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác nha. Thời hạn sử dụng là đến năm 2033 ha. Thì đến năm 2033 nè, quý anh chị mang cái sổ này đem gia hạn thêm cái mục đích sử dụng của mình ha. Còn đây là phần thổ cư nha quý anh chị. Vì sổ là thổ cư là mua sau khi mà cấp sổ ha. Thì chuyển mục đích sử dụng 200 m thổ cư từ đất trồng cây hàng năm khác thành đất ở nông thôn nha quý anh chị. Đó là mình có 200 m thổ cư. Được chú thích vào trang tư của sổ ha. Còn đây là hình dáng thửa đất của mình ở trên bản đồ quy hoạch. Nhìn khá là vuông vắn luôn nha quý anh chị. Mình nối hai mặt tiền đường. Đó. Một mặt tiền đường nhánh và một mặt tiền đường chính ha. Thì mình tổng cộng có là 36 m mặt tiền bám trên trục nhựa nha quý anh chị. Đó. Mình sâu vào một cạnh là 46.7 gần 47 đó, và một cạnh là 58 và hậu đằng sau của mình là 32.8. Mình không có top hậu nha quý anh chị bởi vì cái mặt tiền mình nó vòng tròn nên nó bị dài á. Còn thật ra là mình khá là vuông vắn. Rồi bây giờ mở quy hoạch lên ha. Thì đất của mình là quy hoạch hoàn toàn 100 đất ở tại nông thôn nha quý anh chị. Và đất mình thì chỉ vướng đường một xíu thôi, ngoài ra thì không vướng bất cứ quy hoạch gì cả. Đất sạch hoàn toàn 100% ha, pháp lý rõ ràng. Rồi bây giờ em xin nói về phần ranh giới của mình ha. Thì ranh giới của mình là cực kỳ rõ ràng rồi nha quý anh chị. Thì mình có ngang mặt tiền á là bám trên trục đường này ha. Một nửa là trục đường này và một nửa là trục đường bên kia. Thì mình có ngang á là 36 m mặt tiền ha. Từ đây đổ qua nó cong về kia là 36 m ha. Cái cạnh này á là sâu về sau là 58 m. Còn cái cạnh kia là sâu về sau là 47 m ha quý anh chị. Và cái hậu đằng sau của mình á là 32 m và mình không hề top hậu nha. Do cái đường này nó cong nên cái mặt tiền mình nó dài theo chứ mình không hề top hậu ha. Đó. Và mình đã thì ranh giới thì đã xây rào hết rồi, rõ ràng hết rồi nên quý anh chị yên tâm về cái phần ranh giới ha. Đó. Và hướng đất của mình là thuộc hướng đông bắc nhau quý anh chị. Và cái trục đường này nè là cái trục đường nhựa lộ giới tầm khoảng là 12 m nha quý anh chị, tầm khoảng là 12 m nha, chưa tính cống nữa nha. Rất là rộng luôn. Nói chung là hai làn đường xe ô tô né nhau thoải mái. Và vị trí của mình thì cách quốc lộ 56 đằng trước, phía mặt trước của mình là quốc lộ 56 ha. Đó, cái chỗ xe đang di chuyển qua lại đó quý anh chị. Để em dòm lên cho quý anh chị xem ha. Đó. Thì mình cách cái trục quốc lộ 56 tầm khoảng 300 m thôi. Còn về bên hướng này thì mình về đường Hương lộ 2 ha. Thì mình cách đường Hương lộ 2 là tầm khoảng cũng 400 m thôi nha quý anh chị, mình nằm trục giữa. Và mình nằm giữa cái góc mà gọi ngã ba nha quý anh chị. Nhưng mình không có bị đâm đường gì cả. Đó, đường này đi vô. Đó. Mình tiếp giáp giữa hai mặt tiền đường ha quý anh chị. Đó. Và ở đây thì dân cư ở khá là đông đúc rồi. Bởi vì thành phố Bà Rịa mà. Và ở đây thì đèn, đường,
đó quý anh chị thấy không, trụ đồ của nhà nước rất là đẹp luôn đó, wifi điện nước sạch đồ đầy đủ hết đó. Và mình cũng rất là gần khu công nghiệp Sona Deji của huyện Châu Đức nha quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết từng phần cho quý anh chị ha. Rồi đây là phía trước của mình ha. Thì phía trước của mình hiện tại đây cũng là phần đất của mình nha quý anh chủ, anh chừa ra ha. Để cho cái mặt tiền nó đẹp hơn. Chứ lại có thể mình đề co, mình trồng một số cây cảnh ở phía trước. Đó. Thì cũng tròn chừa lại một phần đất hiện tại thì trồng ba cây ngâu. Rồi một số đá tự nhiên. Còn cái cổng này hiện tại thì chưa có làm kiên cố nha quý anh chị. Mới có rào lưới B40 thôi. Bên này cũng vậy. Đó. Từ đây bước vào trong tầm khoảng là 35m thì mình đụng căn nhà gỗ ha. Thì bây giờ đề con ở ngoài trước. Bây giờ mình sẽ giới thiệu ở ngoài trước ha. Thì cái cây này là cây xá xị ha. Thì mình có tầm khoảng là 5-6 cây nha quý anh chị. Cái cây này anh chủ mới giới thiệu với em cũng lần đầu tiên gặp. Thì có một số cây ăn trái như chôm chôm nè, dừa nè, vú sữa nè, bưởi nè. Và có một số cây kiểng như cây mai đó. Ở đây thì mình có cây màng lăng ha. Nói chung là đề co kiểu này là theo quán cà phê nha quý anh chị đó. Trang trí sắp xếp và trồng cây để sau này ảnh sẽ gầy dựng lên một quán cà phê. Bởi vì ở đây là vị trí cũng khá là đẹp để mình kinh doanh buôn bán mặt hàng mà đồ ăn thức uống ha. Thì ở ngoài có một số mai đó, mai này gốc cũng lớn ha. Mai này gốc lớn lắm nha quý anh chị đó. Cây cối xung quanh. Bên đây thì có cây lọc vừng. Bên kia là hàng dừa ha. Dừa cho ra trái hết rồi nha quý anh chị. Thì vào đây. Thì cái đây là cái không gian cái nhà mát của mình ha. Nhà mát này thì làm bằng gỗ nha quý anh chị. Ở ngoài thì hiện tại đang có cái mái hiên. Mái hiên này làm bằng sắt ha. Sắt hở. Đó. Đây, nhà mát mình, tường thì xây đằng sau bằng tường gạch thỉa, lập ngói. Và tất cả còn lại là bằng gỗ hết, sàn là lát gạch ha, gạch tàu. Đó. Bên này thì mình có cây vú sữa cũng lớn. Vú sữa này cũng cho ra trái nè. Thì ở bên này thì có một số phòng ốc của mấy anh em đang ở. Thì em nghĩ quý anh chị nào mà mua lại này thì cũng phải cần thiết kế nhiều nữa ha. Cái gì dài cũng chưa hoàn thiện bao nhiêu cả. Đó. Còn đây là phía sau ranh giới của mình rồi nha quý anh chị. Đó. Đấy, ranh giới của mình bên đây thì xây tường rào hết rồi. Từ đây đổ đằng trước xây tường rào hết rồi. Và bên cạnh bên kia cũng vậy. Bên này là mình sát ao. Đất của mình thì thổ nhưỡng này là cũng giống như đất đỏ Ba Giang nha quý anh chị. Nó không có đỏ như đất đỏ Ba Giang mà thuộc dạng đất đỏ với đất đen, hai cái đất kết hợp lại. Đất này là đất dẻo, nói chung là đất này là cũng là đất tốt ha. Đất của mình thì bằng phẳng rồi. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là phần flycam từ trên cao của mình ha quý anh chị. Đó, từ trên cao thửa đất của mình. Từ trên cao thì mình cũng có thể nhìn thấy ranh giới rõ ràng hết rồi ha quý anh chị. Trục đường này hướng thẳng ra thì mình đụng quốc lộ 56. Khu của mình thì dân cư khá là đông nha quý anh chị. Đó, ngoài ra là quốc lộ 56 ha. Vì hôm nay là thời tiết mưa nên không thể bay cao cái flycam bên trên cao được ha. Chỉ có thể bay thấp thôi. Còn ngược về hướng này thì mình ra đường Hương Lộ 2 quý anh chị. Đó, trước mặt của mình là đường Hương Lộ 2 nha quý anh chị. Còn đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha. Đó. Mình gần trường học luôn nè quý anh chị. Đó, đây là đường Hương Lộ 2 nha quý anh chị.
khu mình dân cư đông đúc rồi. Còn đây là trục đường quốc lộ 56 ha. Mình cũng gần cái đường số 6 nha quý anh chị. Số 6 là cái đường trục chính của khu dân cư Suối Nghệ và Nghĩa Thành ha. Để chạy vào khu công nghiệp Sona Deji. Mình giáp ranh với thành phố Bà Rịa nè, thách trung tâm thành phố Bà Rịa tầm khoảng 5 km thôi. Còn mình cách khu công nghiệp Sona Deji thì cũng tầm khoảng 3 cây thôi ha, rất là gần luôn. Đây là khu công nghiệp Sona Deji. Khu Suối Nghệ. Vị trí thửa đất của mình mà di chuyển về trung tâm của huyện Châu Đức, trung tâm hành chính là thị trấn Ngãi Giao ha, tầm khoảng là 5 km. Di chuyển xa hơn nữa là về biển Vũng Tàu, thì vị trí của mình cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 25 km. Rất là tiện, đi về thành phố Bà Rịa rồi chúng ta đi thẳng một trục quốc lộ 51C là về Vũng Tàu rồi. Và mình thì di chuyển rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh thôi nha, chỉ cần 65 cây thôi. Thì mình di chuyển vào khu công nghiệp Sona Deji thì sẽ có đường đi để băng ra quốc lộ 51 nha quý anh chị. Và từ trục quốc lộ 51 này mình lên cao tốc Long Thành Dầu Dây để về thành phố Hồ Chí Minh ha. Mất tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng theo dõi chi tiết hơn ở đường link dưới phần mô tả ha. Rồi từ vị trí thửa đất của mình, bây giờ em di chuyển ra trục đường quốc lộ 56 nha quý anh chị. Xung quanh của mình thì hai bên dân cư ở đông rồi. Tương lai sau này là khu này rất là phát triển nha quý anh chị. Vì khu công nghiệp Sona Deji nó mới hình thành cách đây thôi mà tốc độ phát triển nó đã chóng mặt rồi. Đó, trước mặt mình là quốc lộ 56. Ở đây thì rất là nhiều biệt thự, nhà vườn nghỉ dưỡng. Khu này cũng là khu kinh tế bậc nhất ở cái huyện Châu Đức này nha quý anh chị. Đó, hướng này thì mình chạy về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đó, chỉ thẳng hướng này thì mình lên thành phố Bà Rịa. Còn về hướng này thì mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao. Rồi bây giờ em xin báo về giá. Thì chủ đang rao cái lô đất này với cái giá là 6 tỷ. Và cái giá này là cái giá em cảm thấy là nó rất là rẻ ở cái thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Nếu mà bán theo mét ngang mặt tiền á, thì mình có 35 mét ngang thì chia ra 6 tỷ chia cho 35 thì mình chỉ có 171 triệu trên 1 mét ngang mặt tiền thôi nha quý anh chị. Còn nếu mà bán theo mét vuông thì chỉ có 2 triệu 2 trên 1 mét vuông thôi nha quý anh chị. Chỉ có 2 triệu 2 thôi. Rất là rẻ ở một cái vị trí mà đắc địa như thế này. Phù hợp để kinh doanh mọi thể loại hình thức như cà phê, quán ăn hoặc là làm nhà, kho, xưởng. Nói chung là vân vân. Có thể làm được rất là nhiều thứ. Thì quý anh chị, cô chú nào cảm thấy cái lô đất này phù hợp với nhu cầu của mình thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha. Để mà em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị. Và có thể tư vấn trực tiếp để cho quý anh chị rõ hơn ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cô chú mình đã dành không ít thời gian quý báu để xem hết cái video này ha. Và mến chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.